Hơn 24 giờ đã trôi qua kể từ cuộc đối đầu giữa Arsenal và Newcastle, nhưng những dư âm của nó thật khó để nguội đi được. Đáng buồn thay, người ta nói đến trận đấu này không phải vì màn trình diễn chuyên môn của hai đội. Điều người ta nói đến nhiều nhất lúc này là thứ công nghệ tưởng chừng sẽ mang đến cách mạng cho bóng đá và những người đang trực tiếp điều hành nó. Nếu bạn có theo dõi các clip trên hệ thống kênh Bình Luận Viên Anh Quân, bạn có lẽ đã nắm được thông tin về tình huống diễn ra như thế nào và phản ứng giữa các bên ra sao. Khi mà giới chuyên môn vẫn đang tranh cãi nảy lửa về việc ai đúng ai sai, thì phía Arsenal đã bắt đầu khơi mào cho một cuộc chiến với chính những người đứng đầu của Premier League hay thậm chí của bóng đá, xứ sở sương mù. Vào tối qua, theo giờ Việt Nam, trên trang chủ của đội bóng này đã đưa ra tuyên bố chính thức về vụ việc. Xin được trích dẫn nguyên văn những gì đội bóng thành London gửi đến tất cả như sau. Câu lạc bộ bóng đá Arsenal hết lòng ủng hộ những phát biểu, những bình luận huấn luyện viên Mikel Arteta đã đưa ra sau trận đấu này. Chúng tôi cũng đã bày tỏ quan điểm không chấp nhận những sai sót của VAR và tổ trọng tài điều hành trận đấu vào tối thứ Bảy vừa rồi. Chúng tôi cũng ghi nhận những nỗ lực cống hiến và màn trình diễn tuyệt vời từ cầu thủ, các cổ động viên đã cất công đến cổ vũ tại sân vận động St. James Park. Ngoại hạng Anh là giải đấu hay nhất thế giới, những cầu thủ xuất sắc nhất, những huấn luyện viên xuất sắc nhất và những đám đông cuồng nhiệt nhất xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Vì vậy, cơ quan quản lý trọng tài cần vào cuộc ngay lập tức để điều chỉnh lại tiêu chuẩn điều hành các trận đấu. Đồng thời, họ cũng cần chú trọng vào những phân tích sau trận đấu, những lý giải hợp lý và những lời xin lỗi được đưa ra. Chúng tôi luôn ủng hộ cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của ông Howard Webb, người đứng đầu cơ quan quản lý trọng tài. Chúng tôi sẵn lòng hợp tác để cùng đặt ra những tiêu chuẩn điều hành trận đấu theo đẳng cấp cao nhất, thứ mà giải đấu của chúng ta luôn yêu cầu. Bảng, đó là phát súng đầu tiên được bắn ra từ các pháo thủ. Một thông điệp không quá dài dòng, nhưng xuất hiện quá nhiều những trọng tâm và nhiều điều phải lưu ý. Đầu tiên, phía Arsenal nói thẳng, trọng tài và VAR đã mắc sai lầm. Bạn có thể thấy dòng này trong tuyên bố của câu lạc bộ. Chúng tôi cũng bày tỏ quan điểm chứ không chấp nhận những sai sót của VAR và tổ trọng tài điều hành trận đấu vào tối thứ Bảy vừa rồi. Tính đến thời điểm hiện tại, khi video này được biên tập, PGMOL vẫn chưa có bất kỳ một tuyên bố chính thức nào liên quan đến vụ việc. Tức là đến thời điểm hiện tại mọi thứ vẫn đang được mặc định là các trọng tài đã đưa ra quyết định chính xác về tình huống Anthony Gordon ghi bàn mở tỷ số. Rất nhiều những bình luận viên của các nhà đài tại Anh cũng đã đứng về phía các vị vua áo đen trong tình huống này. Nổi bật nhất phải kể đến Gary Neville với hơn 3 dòng tweet từ tối qua đến giờ. Bình luận viên của Sky Sports khẳng định các trọng tài đã làm đúng trong việc công nhận các bàn thắng của Newcastle United. Gary Neville nói nhiều đến bức anh bị chế ảnh trên mạng xã hội với bộ đồ truyền thống của người Trung Đông đang xuất hiện trên truyền hình. Ngụ ý của bức ảnh chế này là Neville đã ngậm miệng ăn tiền của người Ả Rập để bênh vực đội bóng này. Có lẽ đây mới là lần đầu tiên cựu hậu vệ người Anh bị chế ảnh như vậy, dù cho công việc của anh ta là phải đưa ra những nhận định và làm mất lòng nhiều người. Tức là về mặt chuyên môn, quyết định của các trọng tài vẫn đang được coi là chính xác. Tuy nhiên, trong tuyên bố của Arsenal, họ nói thẳng đó là quyết định sai lầm. Đây có thể hiểu là một đòn gây sức ép từ dư luận để những người đọc được thông điệp này đang hiểu rằng trọng tài đã cướp đi chiến thắng của Arsenal. Xin được nhắc lại một lần nữa, phía PGMOL chưa thừa nhận các trọng tài của họ mắc sai lầm. Những gì được truyền tải trong thông điệp của đội chủ sân Emirates chỉ đến từ một phía. Điều đáng lưu ý thứ hai trong thông cáo này lại là một đòn gia tăng sức ép nữa. Lần này, phía Arsenal nhắm đến những cơ quan có thẩm quyền cao hơn, cụ thể là Liên đoàn bóng đá Anh. Để hiểu rõ sức ép này, hãy cùng quay ngược trở lại với những gì Mikel Arteta phát biểu sau trận đấu. Ông liên tục lặp đi lặp lại cụm từ đáng xấu hổ và thậm chí gọi quyết định công nhận bàn thắng của trọng tài chính là một nỗi ô nhục. Đây là một bài phỏng vấn cực hay của Arteta và nó nên là cách các huấn luyện viên trả lời họp báo sau trận đấu. Nó hay ở chỗ, huấn luyện viên trưởng Arsenal hoàn toàn bộc lộ những cảm xúc lúc đó, nói ra đúng những gì ông đang suy nghĩ, đang cảm thấy vào thời điểm đó. Kể cả Arteta có tức giận, ông cũng đã nói thẳng tấm lòng của mình. Nó khác hẳn với những dạng trả lời phỏng vấn sau trận đấu của nhiều huấn luyện viên như kiểu văn mẫu, khá sáo rỗng và không có nhiều thông tin. Nhưng có một vấn đề lớn ở đây, ông có thể phải đối mặt với một án phạt, xuyên suốt bài phỏng vấn là cụm từ đáng xấu hổ hay thậm chí nặng nề hơn là nỗi ô nhục. Mikel Arteta đã dùng những từ ngữ như vậy để mô tả công tác điều hành của các trọng tài trong trận đấu này. Đó là những từ ngữ thực sự nhạy cảm. Xưa này, chúng ta luôn biết các phát ngôn chỉ trích trọng tài sẽ phải nhận về án phạt. Nhẹ thì phạt tiền, nặng hơn thì cấm thi đấu. Thời còn dẫn dắt các đội bóng Anh, Jose Mourinho là người nổi tiếng về vạ miệng. Chẳng nói đâu xa, Mourinho vừa nhận án phạt cấm chỉ đạo 10 ngày vì mô tả một trọng tài là tồi tệ một cách khủng khiếp về chuyên môn và không có sự thấu cảm trên góc độ một con người. Liverpool cũng chịu sự bất công tương tự vì sai lầm của trọng tài chính Simon Hopper. Tuy nhiên, ở buổi họp báo sau trận, Jurgen Klopp lại không đào quá sâu vào những chi tiết gây tranh cãi đó và tất nhiên, ông cũng không lặp đi lặp lại cụm từ đáng xấu hổ và nỗi ô nhục như Arteta đã từng nói.
Những phát biểu huấn luyện viên người Tây Ban Nha có thể dẫn đến án phạt, nhưng ông đang được sự ủng hộ tuyệt đối từ phía Arsenal. Như giọng đầu tiên của tuyên bố này, đội bóng thành London có thể đã lường trước được vụ việc Arteta sẽ bị phạt. Họ khôn khéo đến mức hướng sức ép về phía FA, như thể Liên đoàn bóng đá Anh sẽ phạt Arteta vì đã nói đúng sự thật chẳng. Tiếp đến là những dòng phơi bày thực trạng trọng tài và VAR mà Premier League đang phải đối mặt. Về khoản này, Arsenal sẽ nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ nhiều đội bóng khác, những đội đã phải chịu bất công vì công tác điều hành trận đấu yếu kém trong mùa giải năm nay. Rõ ràng Ngoại hạng Anh với tư cách là giải đấu hàng đầu thế giới hiện nay đang có một đội ngũ trọng tài chưa tương xứng với đẳng cấp đó. Chẳng nói đâu xa, trong chính trận đấu giữa Arsenal và Newcastle, tôi trọng tài cần có những quyết định nghiêm khắc hơn để kiểm tỏa những cái đầu nóng. Không nói đến tình huống VAR, trọng tài điều khiển trận đấu này đã tạo ra hai tình huống gây tranh cãi. Một là pha vào bóng thô bạo của Kai Havertz và nó xứng đáng với một tấm thẻ đỏ. Hai là tình huống thúc cùi trỏ lộ liễu của Bruno Guimarães với Jorginho. Cả hai tình huống đó, ông Stewart Atwell và các cộng sự đều không hoàn thành trách nhiệm. Chính bởi sự yếu kém trong công tác điều khiển trận đấu, phía Arsenal mới phải đưa ra một thông cáo chung nhằm yêu cầu những sự thay đổi từ PGMOL. Họ phải hành động để đem đến những trận đấu công bằng hơn cho Premier League. Ngoài ra, đây cũng là động thái chưa từng có của một câu lạc bộ tại giải Ngoại hạng Anh. Hiếm có một đội bóng nào viết thông cáo chung để yêu cầu những nhà chức trách phải có trách nhiệm làm cho các trận đấu ở Ngoại hạng Anh bớt đi tính tranh cãi. Về khoản này, chúng ta hoàn toàn hiểu cho thứ sức ép mà Arsenal muốn gây ra. Đây là một trong những đội bóng chịu nhiều bất lợi nhất về các quyết định của trọng tài chính. Ở mùa giải trước, Arsenal là một trong hai đội bóng nhận nhiều lời xin lỗi nhất từ PGMOL. Một lần là sau trận thua Man United 1-3 hồi tháng 9 năm 2022, khi trọng tài không công nhận bàn thắng của Martinelli. Tiền đạo người Brazil không hề phạm lỗi, nhưng VAR xác nhận Odegaard đã phạm lỗi với Eriksen từ trước đó. Ngay sau trận đấu, bản thân PGMOL đã phải xác nhận đây lẽ ra là một bàn thắng hợp lệ. Lần thứ hai là trận hòa 1-1 trước Brentford, trọng tài Lee Mason cùng tổ VAR đã mắc sai lầm khi quên kẻ vạch việt vị trong bàn thắng của Ivan Toney vào lưới của Arsenal. Sau trận đấu, huấn luyện viên Mikel Arteta đã phải lên tiếng, đó là một sai lầm rất lớn khi bạn không thể nhận thức và hiểu rõ công việc của chính mình. Đó là những lần mà PGMOL thừa nhận sai lầm của họ. Còn nếu nói về các quy định tranh cãi tạo ra bất lợi cho Arsenal và không chính thức được thừa nhận sai lầm, chúng ta có thể kể đến sáng mai. Thông cáo chung của Arsenal cũng là gửi thông điệp tới ban điều hành trọng tài rằng họ đã trở thành nạn nhân của những quyết định sai lầm quá nhiều lần rồi. PGMOL cần phải cẩn trọng hơn khi cử các trọng tài bắt chính trận đấu của đội bóng này để sai lầm đừng tiếp diễn thêm nữa. Quả thực Arsenal đã chịu quá nhiều bất công từ VAR, nhưng tuyên bố này là một thứ sức ép khủng khiếp với PGMOL cũng như ban tổ chức của Premier League. Đây là nước cờ cao tay từ đội bóng thành London và chúng ta sẽ chờ xem đòn đáp trả của PGMOL sẽ như thế nào đây.